Chào cả nhà, năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài nha cả nhà. Thì hôm nay mình khai trương đi thăm bảy cả nhà, nay là mùng 4 Tết rồi. Mình mọi với bà xã mình kìa cả nhà, đó, bà xã mình còn ngồi đó để cắt củ sắn nha cả nhà. Thì đến lùng bảy này thăm, lùng bảy này 21 cái, với lên kia thăm khoảng tầm 10-12 cái nữa cả nhà. Thì tầm nói chung qua lại cũng khoảng tầm 35 cái đâu lại cả nhà. Thì lùng bảy này nó cũng bảy cũ thôi cả nhà, thì năm rồi mình cũng bận việc nên không có chạy được cái lùng mới nào hết trơn á, để khai trương á, nhưng mình khai trương lại cái lùng bảy hôm nay. Thì năm mới mình cũng mời cả nhà theo chân mình thăm những cái bảy có thành quả nha, đi thêm cho vui nha cả nhà, hãy thăm cho vui. Rồi mời cả nhà đồng hành cùng vợ chồng mình ha, rồi thăm những cái bảy ở khu vực ở đây như bên kia nữa nha cả nhà. Rồi mời cả nhà luôn. Rồi, mời cả nhà theo chân mình thăm cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Bẫy đầu tiên ở trong đây. Bữa hôm cái này nước người ta xả vô nhiều lắm mà bữa nay thấy nó rút rồi nè cả nhà. Bẫy mình bữa nay giờ lên hơi cao rồi. Cái bẫy đầu tiên thấy hơi cao như trong lỗng rồi cả nhà. Tiên còn con chuột luôn cả nhà. Cái bẫy tiếp tục cái nhà này thả nước vừa đẹp quá. Có gì không đây? Cái bẫy này im lắm. Còn chủ dụng ngồi ngoài cả nhà, nói chuyện với bà xã mình, gọi chủ còn luôn cả nhà, anh chạy ra luôn nè. Bẫy tiếp theo cả nhà, nắng quá, lấy chỗ mình quay cả nhà. Cái này cái thứ ba nữa nè, có phần nhỏ nhỏ cả nhà. Bẫy thứ ba mới thấy có phần này, đầu hôm này cả nhà. Chắc em này nhỏ không to. Rồi, con hành đầu tiên cả nhà. Em này lan dữ ra cả nhà ơi. Ok, có là mừng này. Em đầu tiên trong ngày hôm nay nha. Tiếp tục nha cả nhà. Tại sao hè là đông quá, mình nói chuyện lớn cả nhà. Này khô quá. Đây cả nhà, đêm cầm phải sơ cua đi luôn cả nhà, xa quá lội đây mình. Này chuột ngồi này, một cái vàng thú dữ đây, xử chuột mình quá, mấy phân nó phướng hết trơn vậy, nhận không? Ôi phèo. Tí đâu rồi, một tí còn luôn cả nhà. Phải như quyền thổi quá mà hết chạy. Rồi, bắt em đầu tiên nha luôn cả nhà. Nãy giờ thăm đây 7-8 cái, hôm nay con em đây cả nhà, hết khu này luôn rồi. Bạn mấy, em đầu tiên dằn túi lấy hên nha cả nhà. Đầu tiên dằn túi, mà cũng là đầu tiên trong năm nay luôn đó. Em mới là nói chung là viết ở trong năm rồi đó, nó lớn không biết, cái đó là cái sự hên đó cả nhà. Kệ con nhỏ với em hả, có hàng là được rồi. Đây, để bỏ chuột đi tiếp cả nhà. Ở ngoài mấy đường qua cho người ta đông rồi, thì nhậu thì là làng sớm quá. Tết đó cả nhà, vui. Đây cả nhà, cái bẫy này bữa hôm xảy tới giờ em vui luôn cả nhà, thầm mấy chập dính chứ.
chín lại nó teo, sợ miếng này tương nó phân ai không phải miếng cá. Rồi còn chuột luôn đó nha, chuột chưa à, lúa cũng xong. Em là 4 năm lạng, con thứ hai luôn. Trẻ có cũng được rồi nè. Đây, sáng mình tiến hành bắt em nó ra luôn cả nhà. Bắt ra biện pháp an toàn nha. Bắt thú công nha cả nhà, cho nó an toàn. Rồi nó nhỏ rồi nha. Nửa ký. Nửa ký nha. Ký nha, nằm ra ngoài. Ký thế này, ký đi. Hấu lá. Chưa được rõ rồi nè. Rồi, con thứ hai cái nhà. Nó nhỏ không? Rồi, lọc đầu năm. Đầu năm ông bà cho sao luôn vậy? Để qua chuột cái tiếp cái nhà. Đây có cái bẫy nữa cả nhà. Bẫy nó thầm mấy lần rồi cũng không chạy cả nhà. Vụ lúa ngon ghê luôn. Bương ao mấy lần. Nền bự. Đẹp. Không hoài không dính. Chạy gì chứ. Bảy thế mường lúa là ngon lắm. Không hoài, không hoài. Không thấy. Nhìn nó láng đây. Láng chuột quá. Còn chuột con cái này. Tí còn là được rồi à, còn chuột này em nó tung tăng như vậy. Thấy không? Tục ở đây mình có cái bẫy nữa cả nhà ơi. Nghe nước ngập gì vậy? Quá trời nước lên rồi cả nhà. Rồi. Bẫy mình ở đâu vô ngoài này luôn cả nhà. Rồi. Con hành như hư luôn rồi. Còn sống không? Như như còn cả nhà. Có mẹ lâu ra ngoài cái chuột hành to hơn quá cả nhà, chuột còn luôn. Còn cá chuột còn này cả nhà, bẫy nằm ngoài cái khơi nè. Trời ơi hành đã ghê cả nhà, nhì luôn á. Chuột còn có bẫy nằm ngoài trời luôn. Cái này đây nè, bên bẫy đặt ở trong đây nè. Im à, đá hành gì đây, đặt lại cái nhà. Rồi nhà ơi, đặt cái bẫy trong đấy bị chó phá cái nhà. Bẫy đặt cũng gì, bẫy banh luôn rồi cái nhà. Ngay đây nhà kia có mấy con chó phá thiệt, đặt cái bẫy nào cũng bị phá hay thiệt.
phải nằm ở đây nè, quan sát cái con gì đâu. Thua. Bắt hàng ở cả nhà được em thứ ba, cho đó có hai cái bẫy bị mấy em mũi thính quất cái bẫy banh chành hết. Quá giỏi luôn, đặt cái bẫy ở đây là khu này không gài là nó làm đầu mùa giờ cái chục rồi đó cả nhà. Chục. Chỗ này động quá trời. Khu này là lần đầu tiên thăm 8 cái còn 3 cái đó cả nhà, giật 5 cái. Chuyến sau cũng dậm thêm mấy cái này cũng bị tè tua. Này còn có 4 cái bẫy ở đây. Mà mới thăm 2 cái. Con chuột, con chuột nha. Đúng rồi. Quên. Bẫy này nó kéo ở ngoài nữa đó. Nó kéo qua nằm ngoài trống luôn, hơi thằng chết đi. Nhúc nhúc thì có hàng thì chuột luôn. To mà vô mới vô sao. Mà nó lôi ra ngoài luôn. Rồi bẫy nằm ngoài nắng mà tưởng nó còn hành đi rồi. Hay còn sống, ngon. Chị hỏi nằm mới tí thôi cơ. Đó, thằng nhì luôn. Ba lần mấy luôn, đẹp ghê ha. Sao vô chưa lụm được. Mới vô. Bữa nãy ta. Mình sẽ mới đi vô. Em thứ ba đó nha. Em thứ ba. Để mình bỏ lúa cho chuột ăn cái đi tiếp cả nhà. Tiếp tục đây mình có một cái nha cả nhà. Đây một cái với bên kia một cái. Là hai cái. Ở đây còn có 4 cái. Mới thăm 2 cái bị mấy anh cẩu anh quất hết. Anh cái còn cái bên kia không biết sao đây. Đấy thì còn ngon, còn im. Thì nó còn im mà không có bị á cả nhà. Có hàng không? Đây vô phải mất phải hư là cay. Không thấy phân luôn cả nhà. Không khứa nhau, nặng không? Rồi còn chuột luôn cả nhà, chuột rú đầu luôn nè. Kế bên nhà ta nè, không nói chuyện tới cái nhà cảnh, cầm phải sư cua vô thay luôn. Thấy luôn rồi, nằm như bị hôm luôn rồi nha. Tư cái này. Ủa, cái lửa quá cả nha. Quá là kiến nè. Mình đặt lại thêm xử lý như kiến cắn quá cả nha. Thằng em thứ mấy rồi? Rồi bắt em thứ tư này ra luôn cả nhà. Dưới sạch rồi. Dính thôi chứ. Ok. Kiến quá thì kiến luôn. Lửa không? Chưa nắng lắm rồi nha, mà hơi này vô mới có mấy cây sỏi to nha, mày ruộng. Ruộng lúa cả nha. Ồ, con quắc không chích ra, không bay. Mấy đây nè, mấy mưa kia cả nha. Cây này không sát, nó ra, để xuống đất đi, nó ra đi. Rồi chưa vô nữa nè. Tự bòi luôn hả? Tự chui vô. Rồi, em thứ tư. Em thứ tư trong ngày. Em thứ tư này cũng ngon. Đầu năm. Em thứ tư này cũng được. Đây mình ở đây mình ra mình rút mấy cái bẫy ngoài lúa nè cả nhà.
Lúa hôm nay chín hết trơn rồi cả nhà. Giúp cho để mấy cắt nó đẹp rồi, mình đặt thêm mấy cái bờ mẫu ở ruộng nè. Đó có 3-4 cái đó cả nhà. Để mình đi giúp có mình quay thành quả cho cả nhà xem nha. Bây giờ lội mình giúp 4 cái 7. Chứ mình cũng đặt thêm ở khu này 2 cái rồi cả nhà. Chính sau còn mấy thăm đây. Đặt nãy mình đặt ở trên đây 1 cái rồi mình đi dưới đầu dưới kia cả nhà. Đầu dưới lúc lúc ở dưới. Sao đó, vườn lá dưới đó. Đó cả nhà thấy không? Đó mình cành nãy mình quay là cành lúa xanh bên đó cả nhà. Đây là lúa chín nè. Này lúa này đỏ dữ lắm mà cả nhà. Thì lúa này nay mai người ta cũng cắt rồi. Nhá, có được. Đi nhái này cả nhà. Đâu vậy, đâu đây. Ê, thả nó ra đi. Cầm nha. Ừ, em cầm đi, em cầm đi, thả nó ra đi. Cái về thả ra con này. À, thả đi, thả đi. Thả ra. Ủa sao này? Nó chui vô trống á. Chuột đâu? Chuột hư rồi. Đây, cái nhà. Thì mình cũng vừa đặt chiếu giúp xong rồi cả nhà. Thì cũng mất thời gian cả nhà xem. Thì đây, thành quả của mình hôm nay. Nói chung là 21 cái, nãy mình thăm dưới đó 1 cái nữa cả nhà. Là 22 mình giúp 4 cái nữa. Mà 4 cái giúp không có dính nữa cả nhà. Đây nè, cả nhà ơi. Thành quả thì có 3 em hành em ngựa cả nhà. Thì nói chung ra nó cũng không có đáng kể gì, nhưng mà cái này gọi là cái thành quả của đầu năm đó cả nhà. Thì nói chung ông bà thương cho nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi cả nhà ơi. Cũng hên xui à, thất thì mình chịu thôi. Thì tới đây thì mình cũng tranh thủ đặt thêm 1-2 cái luồng bẫy mới nữa cả nhà. Thêm 1-2 luồng nữa để có bẫy thăm cho có hàng rồi cả nhà. Với mấy cái luồng bẫy này nói chung cũng cũ rồi cả nhà. Lâu rồi, mình cũng không có đặt thêm luồng nào mới nữa. Thành ra thành quả nó cũng hơi thất. Thì đến đây thì mình cũng xin kết thúc video cả nhà. Bảy thì còn nhưng mà bây giờ mình mắc về đi giao chuột cả nhà, giao chuột cho anh em ngày mai người ta khai trương thăm. Thì cả nhà cũng thông cảm cho mình. Mình ngày mai ngày mốt mình đi thăm tiếp mình chia sẻ cho cả nhà xem ha. Rồi tới đây mình cũng xin chúc kết thúc video. Năm mới cũng chúc cả nhà nhiều sức khỏe, ăn khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình, cả nhà thương thì nhớ cho mình được đăng ký nha cả nhà. Rồi cuối video mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi hẹn cả nhà lại những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà, bye bye với em. Bye bye cả nhà nhiều. Chúc cả nhà năm mới sức khỏe. Nhìn lên đây coi. Đạt nha. Cười hết coi.